Một bối cảnh. Giống như Gia Éo, ông làm giáo sư tại Đại học Hạ Vặt trong phần lớn thời gian giảng dạy của mình. Vua Chính phủ, Nhà nước và Xã hội không tưởng, 1974, là tác phẩm nổi tiếng nhất của ông, và là một sự thách thức được đề ra đầu tiên đối với tác phẩm Một lý thuyết công bằng của John Gia Éo. Tác phẩm thuộc về truyền thống do Lò Kẻ khởi xướng trong triết học chính trị, trong đó nhấn mạnh các quyền tự nhiên đối với tự do và sở hữu. Hai, chỉ có tình trạng vô chính phủ mới đảm bảo các quyền. Cuốn sách của Nộ Dịp bắt đầu như sau. Cá nhân có các quyền, và có những thứ mà không ai hay nhóm người nào có thể can thiệp vào chúng, mà không vi phạm các quyền này. Những quyền này quá mạnh và ảnh hưởng sâu rộng đến nỗi chúng nêu lên câu hỏi về điều gì mà nhà nước và các công chức của nó có thể làm. Đâu là phạm vi mà các quyền cá nhân này để lại cho nhà nước? Nộ Dịp quan tâm trả lời cho câu hỏi thứ hai của chúng ta, điều gì biện minh cho một xã hội chính trị? Hay, nguồn gốc của thẩm quyền chính trị hợp pháp là gì? Và ông nghĩ rằng câu hỏi này đặc biệt cấp thiết, với giả định căn bản là, con người có các quyền tự nhiên, và bất cứ sự can thiệp vào các hoạt động của họ từ nhà nước dường như là một sự vi phạm những quyền này. Nộ Dịp nghĩ rằng có thể trả lời cho câu hỏi, tức là ông nghĩ rằng có một sự biện minh cho thẩm quyền chính trị, nhưng đó chỉ là một thẩm quyền chính trị tối thiểu. Các kết luận chính của chúng ta về nhà nước là như sau, chỉ một nhà nước tối thiểu, bị giới hạn tới các chức năng hạn chế như chống lại bạo lực, trộm cắp, gian lận, củng cố khế ước là được biện minh, và bất cứ nhà nước nào mở rộng hơn sẽ vi phạm các quyền của con người, và không thể được biện minh, từ đó nhà nước tối thiểu là nhà nước đúng đắn duy nhất. Hai, gợi ý đáng lưu ý là, nhà nước không thể sử dụng các công cụ ép buộc của nó để bắt một số công dân giúp đỡ người khác, hoặc để ngăn cấm các hoạt động vì lợi ích hay sự bảo vệ cho họ. Tuyên bố của Nộ Dịp. Nhà nước không thể sử dụng các công cụ ép buộc để ngăn cấm các hoạt động vì lợi ích hay bảo vệ cho họ. Là phù hợp với nguyên tắc tổn hại của Mỹ, nhưng tuyên bố trước. Nhà nước không thể sử dụng các công cụ ép buộc của nó cho mục đích bắt một số công dân giúp đỡ người khác. Là không phù hợp với nguyên tắc tổn hại của Mỹ. Mỹ có một khái niệm mở rộng về tổn hại, đó là chúng ta có thể gây tổn hại cho ai đó một cách gián tiếp thông qua việc từ chối giúp đỡ họ. Vì vậy Mỹ không sử dụng nguyên tắc tổn hại để loại trừ việc nhà nước sử dụng sức mạnh cưỡng bức để bắt cá nhân giúp đỡ người khác. Sự nhấn mạnh của Nộ Dịp đến nhà nước tối thiểu và tầm quan trọng chính yếu của các quyền tự do cá nhân làm cho quan điểm của ông thuộc về một dạng của chủ nghĩa tự do. Như chúng ta sẽ thấy, Nộ Dịp sẽ phê phán giải thích của Gia Éo về sự phân phối công bằng. Đặc biệt, ông phủ nhận yêu sách của Gia Éo cho rằng một nhà nước mà không phải là một nhà nước tối thiểu có thể được biện minh. Ba, lý thuyết về quyền. 3.13 nguyên tắc. Lý thuyết về quyền của Nộ Dịp là một lý thuyết về công bằng trong việc phân phối các lợi ích, tức phân phối công bằng. Nộ Dịp sử dụng lý thuyết này để cạnh tranh với lý thuyết về phân phối công bằng của Gia Éo được thể hiện trong tác phẩm Một lý thuyết về công bằng. Nó bao gồm 3 nguyên tắc về quyền sở hữu, tất cả chúng được Nộ Dịp trình bày rõ ràng, mỗi trong 3 nguyên tắc này phụ thuộc vào một trong 3 nguyên tắc công bằng về sở hữu. Các nguyên tắc về quyền. Một sự đạt được, một người đạt được một tài sản phù hợp với nguyên tắc công bằng đối với những thứ đạt được thì có quyền với tài sản đó. Vậy đâu là nguyên tắc công bằng đối với những thứ đạt được mà trên đó nguyên tắc về quyền đối với những thế đạt được phụ thuộc vào? Nộ Dịp miêu tả nó như là chân lý phức tạp về sự chiếm đoạt đối với những thứ chưa thuộc về ai. Ok, nhưng nó là gì? Tức là, chính xác thì chân lý phức tạp này là gì? Nộ Dịp chưa bao giờ nói tới. Sự phát biểu gần nhất mà ông diễn đạt nguyên tắc này là gợi ý rằng nó bao gồm điều mà ông gọi là điều kiện của Lò Kẻ, đó là có đủ và tốt còn lại chung cho những người khác. Hai, sự chuyển nhượng, một người có được một tài sản phù hợp với nguyên tắc công bằng trong chuyển nhượng, từ một người khác có quyền đối với tài sản đó, thì hoàn toàn có quyền đối với tài sản đó. Nguyên tắc công bằng trong chuyển nhượng là gì? Nộ Dịp nói rằng nó xác định các phương tiện hợp pháp để di chuyển từ một sự phân phối này đến một sự phân phối khác. Như với nguyên tắc công bằng đối với những thứ đạt được, Nộ Dịp không thực sự trình bày nguyên tắc công bằng trong chuyển nhượng, thay vào đó, ông đưa ra các ví dụ về sự vi phạm nguyên tắc này, nghĩa là, ví dụ về sự chuyển nhượng tài sản một cách bất công. Ai đó ăn trộm của người khác, hoặc lừa gạt họ, hoặc nô lệ họ, chiếm lấy các sản phẩm của họ và ngăn họ sống như họ lựa chọn, hoặc loại bỏ họ bằng vũ lực khỏi cạnh tranh trong các trao đổi. Không phương thức nào trong số những phương thức chuyển giao từ người này sang người khác là hợp pháp. Ba, tính toàn diện, không ai được quyền đối với một tài sản ngoại trừ nó phù hợp với một và hai. Nói cách khác, phương tiện duy nhất qua đó một cá nhân có thể có quyền đối với tài sản là nếu họ đạt được tài sản mà ban đầu chưa thuộc về ai bằng cách công bằng, hoặc họ đạt được tài sản một cách công bằng từ ai đó sở hữu nó. Tóm lại, lý thuyết của Nộ Dịp về phân phối công bằng là, một sự phân phối là công bằng nếu mọi người có quyền đối với các tài sản mà họ sở hữu theo sự phân phối đó. 3.2 sự điều chỉnh. Sau khi miêu tả lý thuyết công bằng về sở hữu của mình,
Nô Di giải quyết câu hỏi về việc làm thế nào những sự vi phạm trong quá khứ đối với lý thuyết đó được giải quyết, tức là ông hỏi, chúng ta nên làm gì để điều chỉnh những trường hợp đạt được một cách bất công và chuyển nhượng một cách bất công trong quá khứ dẫn đến các cá nhân hiện nay chiếm giữ tài sản mà họ không có quyền. Hoàn cảnh này dường như đang diễn ra ở miền Bắc Iraq. Trong 15-20 năm đã qua, người Cút ở miền Bắc Iraq bị người Ba'a buộc rời bỏ nhà cửa, tài sản và di cư đến vùng đồi núi. Nhà và tài sản của họ bị chính quyền chiếm đoạt và bán cho người Ả Rập trong một nỗ lực xóa sạch khu vực người của Cút. Với sự sụp đổ gần đây của chế độ cai trị của người Ba'a, người Cút quay trở lại từ vùng núi để đòi những gì đã từng là của họ. Thừa nhận rằng từ ban đầu người Cút đạt được tài sản theo cách công bằng, thì hiện nay phải làm gì để điều chỉnh quá khứ bất công này? Nguyên tắc điều chỉnh được dự định để trả lời cho câu hỏi này, nguyên tắc điều chỉnh sự bất công. Xem xét các sự kiện lịch sử liên quan đến cách mà tài sản thực tế đã đi đến được phân phối, bao gồm bất cứ sự đạt được hay sự chuyển nhượng bất công nào. Xem xét sự phân phối nào hiện giờ có thể, hoặc hầu như chắc chắn, tồn tại mà sự bất bình đẳng trong quá khứ có liên quan không xảy ra. Nếu sự phân phối thực tế, hiện tại là không nằm trong số những sự phân phối được đề cập trong bước trước, thì chúng ta có nghĩa vụ đạo đức để thực hiện một trong những sự phân phối này. 3.3 Các nguyên tắc mục đích kết quả và các nguyên tắc lịch sử. Nỗ Di phân biệt hai cách tiếp cận khác nhau để đánh giá tính công bằng của việc phân phối. Các nguyên tắc lịch sử, đánh giá tính công bằng của một sự phân phối bằng cách xem xét nó đã được phân phối như thế nào. Thuyết tự do của Nỗ Di. Các nguyên tắc mục đích kết quả, đánh giá tính công bằng của một sự phân phối độc lập với cách nó xảy ra, dạng nguyên tắc này bao gồm. Thuyết công lợi đánh giá tính công bằng của một sự phân phối theo tổng số hạnh phúc, hay sự thịnh vượng, mà nó đưa đến, ví dụ như trường hợp của Miễu. Thuyết quân bình đánh giá tính công bằng của một sự phân phối theo cách mà những người bình đẳng sẽ như thế nào theo sự phân phối đó, ví dụ như nguyên tắc khác biệt của giả éo sự bất bình đẳng là được biện minh nếu nó mang lại lợi ích cho những người ít thuận lợi hơn. Theo Nỗ Di, nguyên tắc mục đích kết quả là không đầy đủ, bằng cách lờ đi các sự kiện lịch sử về cách thức mà một sự phân phối cụ thể xảy ra, chúng loại bỏ một giá trị nền tảng khỏi các lập luận đạo đức, sự tự do, quyền chuyển nhượng cái mà bạn sở hữu và sở hữu cái mà người khác tự nguyện chuyển nhượng cho bạn. Giả sử chúng ta phân phối tất cả các tài sản, bao gồm tiền, cho mọi người như nhau, và theo cách công bằng, gọi kịch bản này của sự phân phối công bằng là rơi một. Tiếp tục giả sử rằng Nín được thuê để chơi bóng rổ cho Lạc Cờ. Hợp đồng một năm của anh ta, được ký kết tự nguyện giữa Nín và ông chủ của Lạc Cờ, quy định rằng tất cả những người tham dự phải, ngoài trả chi phí cho vé, phải bỏ 25 xu vào trong hộp có tên của Nín, Nín có thể giữ tất cả tiền trong hộp sau một trận đấu. 1 triệu người tham dự các trận đấu của LA Lạc Cờ năm đó. Vui lòng, và tự nguyện, trả thêm 25 xu của họ bởi vì họ thích xem online thi đấu. Bởi vì điều này anh ta trở nên giàu có hơn. Mọi người, gọi sự phân phối không đồng đều này là rơi 2. Không có gì là bất công trong sự phân phối rơi 2. Nếu chúng ta khởi đầu với rơi 1 và sau đó tôi trở nên giàu có bởi vì mọi người đưa cho tôi một ít tiền của họ, thì sự phân phối không đồng đều về tiền bạc là được phép về mặt đạo đức. Sự chuyển nhượng tự nguyện có thể làm cho một số người giàu lên, hoặc nghèo đi. Và người khác thì không. Lý thuyết về quyền sở hữu phù hợp với điều này, bởi vì nó dựa trên tính hợp pháp của sự chuyển nhượng tài sản trên cơ sở sự tự nguyện của bên mà từ đó tài sản được chuyển nhượng, cũng như dựa trên tính hợp pháp của sự sở hữu đầu tiên của người đó đối với những tài sản này. Nỗ Di gọi các giao dịch như vậy là các hành động tư bản giữa những người trưởng thành đồng thuận. Mặt khác, cách tiếp cận quân bình của giả éo gợi ý rằng dạng phân phối liên quan đến ví dụ của Onin là không công bằng. Bài học chung mà Nỗ Di rút ra từ ví dụ của Onin là không có nguyên tắc mục đích kết quả nào hay nguyên tắc phân phối về công bằng nào mà không can thiệp liên tục vào cuộc sống của người dân, đặc biệt là không vi phạm liên tục các quyền chuyển nhượng của người dân.